Đây là chiếc két sắt rất là đắt, dành cho người nhiều tiền mà mong muốn có tính bảo mật cao. Để mở được cái két sắt này ra thì chúng ta chỉ việc mở được ra bằng mắt. Thao tác rất là đơn giản, chúng ta chỉ việc chạm vào cái nút mở ở đây. Sau đó chúng ta chỉ việc cho khuôn mặt của chúng ta vào màn hình cảm ứng. Vậy là chúng ta đã có thể mở được két sắt ra ngay rồi, rất là dễ và thuận tiện. Két này của chúng ta thì ở bên trong được bọc toàn da rất là cao cấp. Da này là da cao cấp, không bị hôi và không bị mốc trong quá trình sử dụng. Ở bên trong của két sắt thì có tổng cộng là 4 ngăn. Và phía trong ấy là có thêm cả một cái ngăn trang sức để chúng ta có thể để các cái đồ quý giá và quan trọng hơn vào trong đấy. Ở đồng thời ở bên dưới của két sắt vẫn có thêm một cái ngăn hầm bí mật để chúng ta có thể cất trữ những tài sản có giá trị cao hơn vào trong đấy. Khoang nội thất ở bên trong rất rộng và chúng ta có thể để được rất nhiều hồ sơ giấy tờ. Cánh cửa được sử dụng thép đặc dày 8 ly đúc liền nguyên khối và khôi chống chốt khóa 4 chiều vòng quanh đúc đặc ăn sâu vào trong lòng két khi mà đóng cái cửa lại. Trong trường hợp khi mà chúng ta quên không kịp đóng cánh cửa lại thì cũng sẽ có cảnh báo về điện thoại, hoặc là khi mà chúng ta đóng mở chiếc két sắt này ra thì cũng đều có thông báo qua điện thoại hết để chúng ta biết được là ai đang thao tác mở cái két sắt này của chúng ta trong quá trình sử dụng.